ICM chính thức lên tiếng sau thời gian dài ngồi không cũng bị réo tên trong lùm xùm của Jack. Lực lượng chức năng vây bắt người đàn ông dương tính với Covid-19 trốn khỏi nơi cách ly tự về nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3. Khởi tố người phụ nữ bên chồng bị lập biên bản, hành hung công an xã. Từ cấp giấy đi đường không chính thống cho nhân viên, có hành vi đụng chạm lực lượng chức năng, chủ quán ăn bị khởi tố. Công an Cao Bằng giải cứu thành công người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi tiến hành khám nghiệm, thi thể nạn nhân trong vụ án Mamba Osaka đã được đưa lên chùa lo hậu sự, dự kiến ngày 15 tháng 8 sẽ về tới Việt Nam. Thủ môn Myanmar, người đã từ chối trở về nhà từ tháng 2, nay đã được cấp quy chế tị nạn ở Nhật Bản. Công ty vận tải tại Nhật Bản ra sáng kiến sử dụng nước dùng của mì ramen sản xuất nhiên liệu diesel. Mưa lớn làm cho mực nước ở sông Hằng tăng cao, hàng ngàn người Ấn Độ phải sơ tán. Chính phủ Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam 13 tấn trang thiết bị y tế. Cảnh báo mưa đến mức thiên tai tại hai tỉnh Kumamoto và Fukuoka. Xin chào TV, xin chào Netlove. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ theo giờ Nhật Bản, Khánh Nguyên chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Japan Daily Top News. Quý vị khán giả đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nhé. Và bây giờ Khánh Nguyên xin mời quý vị cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Trong vụ tai tiếng lăng nhăng của Jack lần này, không chỉ những người trong cuộc bị réo tên, mà những người ngoài cuộc như KICM cũng đã bị cộng đồng réo tên liên tục. Sau vài ngày im lặng, thì mới đây KICM đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Rạng sáng ngày 13 tháng 8, KICM đã lên tiếng trên trang cá nhân về việc bị kéo vào scandal có con riêng của Jack. Cụ thể, sau khi sự việc đã nổ ra, nhiều khán giả đã tìm lại các bài phỏng vấn và phát biểu cũ của KICM để tiếp tục bình luận về vụ lùm xùm bản quyền, bóc lột tiền cát xê hồi cuối năm 2019. Thậm chí, anh còn bị cho là ăn mừng khi Jack lộ bê bối bằng việc livestream đêm diễn của mình trên trang cá nhân. KICM cho biết hiện nay anh đã tập trung vào công việc sản xuất âm nhạc vì sợ phải đối mặt với những biến cố cũ. KICM cũng giải thích việc anh livestream trên nhạc không nhằm mục đích ăn mừng khi Jack vướng vào scandal, bởi các buổi livestream chơi nhạc đã được lên kế hoạch và tiến hành từ nhiều tháng trước. KCM đã thổ lộ anh không vui sướng, hả hê như nhiều người nhận xét, mà ngược lại lại thấy lo âu vì bản thân lại vướng vào những chuyện không hay. KCM cho biết hiện nay anh chỉ tập trung vào việc làm nhạc, hoàn toàn không có chuyện bị tác động bởi các chuyện xung quanh. Người đàn ông dương tính với Covid-19 bỏ trốn khỏi nơi cách ly trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để về nhà và bị lực lượng chức năng đuổi theo, giữ lại. Chuyện xảy ra vào ngày 12 tháng 8. Tối qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện một video ghi lại cảnh lực lượng chức năng đang thực hiện vây bắt một người đàn ông được cho là F0 đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Trong quá trình truy đuổi, những người dân xung quanh được các chiến sĩ cảnh báo tránh xa người này vì được cho là bỏ trốn khỏi khu cách ly. Theo nguồn tin, người đàn ông trong đoạn video được cách ly do có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19 trước đó. Người thân của người đàn ông này được cách ly tại số 185 Cách Mạng Tháng 8. Đến tối ngày 12 tháng 8, người này trốn khỏi nơi cách ly, bỏ chạy về nhà trên đường Võ Văn Tần. Trong lúc trốn về, lực lượng chức năng đã phát hiện và truy đuổi. Lực lượng cũng yêu cầu những người dân xung quanh tránh xa người này để đề phòng chống dịch. Khi đến trước con hẻm 156 đường Võ Văn Tần, phường Phỏ Thị 6, quận 3 thì người này đã mới dừng lại và chấp hành. Công an đã hướng dẫn đưa người này về nơi cách ly và tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng. Thấy chồng bị tổ phòng chống dịch Covid-19 lập biên bản vì ra đường không cần thiết, bà Tuyền đã buông lời xúc phạm và có hành vi động tay với một công an xã. Ngày 13 tháng 8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bà Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, ngụ tại xã Hòa Lạc, về tội chống người thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu xác định tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 số 4 của huyện Phú Tân phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, chồng của bà Tuyền, ra ngoài đi không có lý do cần thiết. Trong lúc tổ tuần tra lập biên bản ông Cường về hành vi ra đường khi không cần thiết thì bà Tuyền đã xuất hiện. Người phụ nữ này cho rằng chồng không vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Bà Tuyền sau đó dùng những lời lẽ thô tục, mắng chửi tổ tuần tra. Khi tổ tuần tra cưỡng chế đưa bà Tuyền về trụ sở công an thì người phụ nữ này đã đánh một công an. Ngày 4 tháng 8, bà bị công an tạm giữ hình sự. Chủ hộ kinh doanh ăn uống ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang tự cấp giấy đi đường cho nhân viên. Khi chốt kiểm soát phòng chống dịch phát hiện, người này đến can thiệp, dùng lời lẽ, lăng mạ và đánh bị thương một công an. Ngày 13 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai đối với Nguyễn Thị Yến, 37 tuổi, ngụ ở phường An Hòa, thành phố Rạch Giá để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Nguyễn Việt Anh là nhân viên làm công cho hộ kinh doanh Phi Yến do Nguyễn Thị Yến làm chủ, chạy xe máy trên đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19, Việt Anh dừng xe và đưa ra giấy xác nhận đi lại do nhu cầu công việc hàng ngày do chủ hộ kinh doanh Phi Yến cấp. Xét thấy giấy không có đúng quy định, phía lực lượng chức năng đã yêu cầu Việt Anh quay lại. Lúc này, Việt Anh đã gọi điện cho Yến và chồng của Yến chạy đến chốt để làm rõ.
Mặc kệ cho lời giải thích của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hiệp rằng giấy này là không hợp lệ, nhưng Yến vẫn không chấp nhận, thậm chí người này còn dùng lời lẽ xúc phạm, thách thức, có hành động đụng chạm vào một cán bộ công an phường Vĩnh Hiệp. Ngay sau đó, Yến bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, đưa về trụ sở công an để cơ quan điều tra xử lý. Mới đây, Công an huyện Nguyên Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đưa một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc trở về nhà sau khi giải cứu chị này và đưa vào khu cách ly y tế phòng dịch Covid-19. Trước đó, Công an huyện Nguyên Bình và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp giải cứu chị LTH, trú tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, nhập cảnh vào khu vực biên giới huyện Hạ Lan ở Cao Bằng. Thông qua điều tra đã biết được, nạn nhân H cho biết khoảng tháng 4 năm 2017, chị quen biết một người lạ thông qua mạng xã hội. Người này hứa hẹn sẽ tìm việc với mức lương cao. Sau khi tin và đi theo người đó, H đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Tại đây, chị bị ép sinh sống với một người đàn ông Trung Quốc và sinh con vào năm 2019. Do bị đối xử tệ bạc, cuộc sống khó khăn, chị H đã đưa con bỏ trốn về Việt Nam. Khi lên kế hoạch trốn thoát, chị H đã liên lạc với Công an huyện Nguyên Bình qua mạng xã hội và được Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng giải cứu thành công. Hiện tại, chị H và con đã được đoàn tụ cùng gia đình tiếp tục sinh sống tại địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, Sở Cảnh sát Osaka đã bàn giao thi thể nạn nhân cho sư thầy Thích Đức Trí, trụ trì của chùa Hòa Lạc ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo để lo hậu sự. Nhà chùa đã tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tại nhà tang lễ Minami, Osaka vào hôm 11 tháng 8 và dự kiến tổ chức tang lễ vào ngày 12 tháng 8. Sau khi hỏa táng, tro cốt của nạn nhân sẽ được an trí tại chùa Hòa Lạc ở Kobe và đưa về Việt Nam bằng đường hàng không vào ngày 15 tháng 8. Chùa Hòa Lạc Kobe là nơi Kuman giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo như lo liệu tang lễ, hậu sự, đưa di cốt một số người Việt Nam tử vong tại khu vực Kansai và Kyushu về nước. Một thủ môn bóng đá quốc gia Myanmar, người đã từ chối trở về nhà sau khi phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2 ở đất nước của anh ấy, nay đã được cấp quy chế tị nạn ở Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã chấp thuận đơn xin tị nạn của Bia Lang-un vì anh ta có thể phải đối mặt với sự ngược đãi nếu trở về nhà. Anh ta sẽ được chính thức thông báo bởi các nhà chức trách về tình trạng mới của mình vào ngày 20 tháng 8. Tình trạng tị nạn giờ đây sẽ cho phép Bia Lang-un, người đã gia nhập đội hạng 3 J-League ở Yokohama với tư cách là thực tập sinh vào cuối tháng 7, ở lại Nhật Bản với tư cách là cư dân dài hạn. Thủ môn dự bị đã giơ ba ngón tay chào để phản đối quân hàm trong trận đấu giữa Nhật Bản và Myanmar vào cuối tháng 5. Sau khi đội tuyển Myanmar về nước, anh vẫn ở lại Nhật Bản và nộp đơn xin tị nạn. Cơ quan dự định sẽ cấp giấy tờ chứng nhận tư pháp lưu trú tị nạn sớm nhất trong thời gian tuần tới. Chủ tịch đầy táo bạo của một công ty vận tải ở phía tây nam Nhật Bản đã nghĩ ra một cách để cung cấp năng lượng cho xe tải của mình bằng nhiên liệu diesel sinh học được làm một phần từ nước dùng súp ramen tonkotsu còn sót lại. Công ty Nishida Suun có trụ sở tại tỉnh Fukuoka đã trộn mỡ heo chiết xuất từ nước dùng được hầm từ xương heo với nhiên liệu làm từ dầu ăn phế thải. Họ đã bắt đầu sử dụng dầu diesel cho một trong số 170 xe tải của mình và có kế hoạch sử dụng dầu này cho tất cả xe từ tháng 9. Là một giải pháp thay thế hiệu quả cho dầu diesel, nhiên liệu diesel sinh học được biết là làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chủ tịch của công ty Masumi Nishida đã nảy ra ý tưởng sử dụng nước dùng ramen tonkotsu để sản xuất nhiên liệu vào năm 2013 khi ông được một nhà điều hành dây chuyền ramen tiếp cận khi đang tiến hành nghiên cứu về nhiên liệu diesel sinh học có nguồn gốc từ dầu thực vật. Mực nước của sông Hằng đã dâng cao hơn 2 mét so với mực nước bình thường ở khu vực thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Allahabad đang trải qua đợt ngập lụt tồi tệ nhất trong vài thập kỷ qua sau nhiều ngày mưa lớn. Trên khắp bang Uttar Pradesh, hơn 600 ngôi làng đã bị cô lập vì mực nước dâng cao. Giới chức địa phương buộc phải xúc tiến công tác giải cứu người dân ở những khu vực này. Ông MP Sai, một quan chức tại Allahabad, nói rằng thành phố này đã cử 225 chiếc thuyền đi giải cứu người dân mắc kẹt tại nhà. Ông Sai được ước tính khoảng 4.500 người đã được giải cứu tại Allahabad và các khu vực xung quanh. Tại thành phố Varanasi ở hạ lưu sông Hằng, các cơ sở hỏa táng theo Hindu giáo ven sông đã phải đóng cửa vì ngập. Thông thường các địa điểm hỏa táng này hoạt động 24/7 và tiếp nhận hàng trăm đợt an táng mỗi ngày. Chính quyền Varanasi cho biết đoạn sông Hằng tại đây đã dâng cao hơn 1 mét so với mức nguy hiểm. Hàng ngàn người tại đây cũng đã được giải cứu. Chính quyền bang Uttar Pradesh cho biết đã lập ra 940 nơi trú ẩn lũ lụt dành cho người vô gia cư vì đợt lụt hiện nay. Số người được xem là da trắng đã giảm 8,6% trong một thập niên nhưng vẫn chiếm đa số tại Mỹ. Cơ quan thống kê dân số Mỹ cho thấy số người Mỹ được xem là da trắng lần đầu tiên giảm, cho thấy Mỹ đã đa dạng hóa chủng tộc và các nhóm khác nhau. Theo thống kê, dân số Mỹ da trắng giảm 8,6% trong giai đoạn 2010 và 2020, lần giảm đầu tiên kể từ khi thống kê lần đầu vào năm 1790. Đây vẫn là nhóm đa số tại Mỹ, với 204 triệu người, tương đương là 61,6% vào năm 2020, so với 72,4% vào một thập niên trước đó.
nhóm da trắng và một số chủng tộc khác như người Mỹ gốc Phi và gốc Á tăng 316 trong thập niên qua, lên đến 235 triệu người. Người Mỹ gốc Phi chiếm khoảng 12,4% dân số, tương đương 41 triệu người và tỷ lệ này ổn định trong thập niên qua. Trong khi đó, người Mỹ gốc Á tăng 35% lên 20 triệu người, chiếm 6% dân số, còn người bản địa Mỹ chỉ chiếm 1,1%. Máy bay chở 13 tấn trang thiết bị y tế gồm 30 máy thở, 500.000 bộ xét nghiệm và 280.000 khẩu trang đã cất cánh từ thành phố Zurich tới thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô hàng chính phủ Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam. Ngày 12 tháng 8, trên Twitter, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis chia sẻ thông điệp bày tỏ tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ông Ignazio Cassis cho biết một máy bay chở hàng viện trợ vừa cất cánh từ thành phố Zurich ở Thụy Sĩ tới thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay chở theo 13 tấn trang thiết bị y tế gồm 30 máy thở oxy, 500.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên, 280.000 khẩu trang y tế. Đây cũng là lần thứ 8 trong 4 tháng qua, cơ quan viện trợ nhân đạo thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã gửi vật tư y tế ra nước ngoài hỗ trợ chống dịch COVID-19. Đây là số trang thiết bị y tế mà chính phủ Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam, cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 8 vừa qua. Số trang thiết bị y tế này sẽ được Tổng lãnh sự Thụy Sĩ trao cho Cơ quan Y tế Việt Nam. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam đã liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan. Theo Thông tấn xã Việt Nam, lô hàng viện trợ dự kiến sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay ngày 13 tháng 8. Cơ quan khí tượng Nhật Bản mới đây đã có thông báo rằng hai tỉnh Kumamoto và Fukuoka chuẩn bị sẽ đón mưa lớn đến mức thiên tai vào ngày 13 tháng 8. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một vùng mưa tuyến tính đã xuất hiện ở tỉnh Kumamoto sau buổi trưa. Ngoài nguy cơ thiên tai liên quan đến trầm tích ngày càng gia tăng, còn có nguy cơ xảy ra mưa cực lớn trong tỉnh kể cả vào ngày 13 tháng 8. Vì vậy, cần phải hết sức thận trọng. Thông tin cảnh báo thảm họa trầm tích đã được ban hành cho 17 thành phố trong tỉnh như thành phố Kumamoto và thành phố Yamaga. Bảo đảm an toàn khẩn cấp tương đương với mức cảnh cáo 5 đã được ban hành cho thị trấn Naogomi và một phần của thành phố Kikuchi và thành phố Minamata. Thưa quý vị, chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Khánh Huyên xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.